cười. Dậy dậy dậy, học hành mà suốt ngày ngủ 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 không à, cô chịu nổi không? Cô giáo của con mới gọi điện cho mẹ nói là tất cả các môn học của con đều dưới trung bình hết. Rồi con đậu đại học kiểu gì đây, nói mẹ nghe coi. Hảo Quanh, con nít nó đang tuổi ăn tuổi ngủ thì phải để cho nó ngủ đủ giấc, ăn đủ cử nó mới học giỏi được chứ, ai mà chẳng phải vậy, đúng không con? Chị hai, em đang dạy nó mà. Dạ tại tại cái hôm kiểm tra con bị đau bụng. Trời ơi, nó đi học mà nó nói vậy đó, coi chịu nổi không, còn đổ thừa nữa chứ. Cái đó người ta gọi là học tài thi phận đó. Em nhìn đi, con Quanh nhà mình á, mặt mũi cũng sáng láng dễ thương, chứ đâu phải là u tối gì đâu. Nhưng mà tại em đó, em la riết làm sao mà cái sáng láng nó lặn tuốt vô bên trong. Chị không có hiểu đâu, mấy đứa mà nó học dở học dốt quá, nó hay ngụy biện giống vậy nè. Còn mấy đứa thông minh, sáng láng, siêng năng, học giỏi như con Yến có bao giờ nó ngụy biện không? Chị thấy em nuôi con Yến từ nhỏ cho tới lớn bây giờ, có khi nào mà em phải mệt mỏi gì nó không? Em lúc nào cũng hãnh diện, cũng vui vẻ, đi ra đường em ngẩng mặt lên trời gì đó vậy nè. Em hãnh diện với tất cả mọi người xung quanh, còn con Quanh thì khác nha. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào con làm mẹ cũng phải mệt mỏi, buồn phiền, áp lực, dằn vặt, dây dứt? Tại sao vậy? Sao mà mẹ suốt ngày cứ đem so sánh con với chị Yến hoài? Bộ học không giỏi không phải là con của mẹ hả? Con biết rồi, từ nay con sẽ trở thành một người con gái thông minh, sáng láng, đầu óc nhanh nhạy. Con sẽ làm được. Nói được làm được nghe con. Con sẽ cố gắng. Con đi học bài nha mẹ. Nó đi học bài. Không có lén đi ngủ nghe chưa? Chị cảm giác như sét đánh giữa nhà vậy đó. Mà nè, em là mẹ mà cái điều tế nhị sơ đẳng nhất em cũng không nắm làm sao vậy hả Lan? Tuyệt đối không bao giờ nên đem đứa con này đi so sánh với đứa con kia. Em sẽ làm tổn thương nó, hiểu chưa? Trời ơi, thì em cũng muốn dạy dỗ nó nên người thôi, chứ em có ý gì đâu chị hai. Là mẹ đó, không phải tự dưng đẻ con ra mà thành mẹ được đâu. Làm mẹ cũng là một bài học lớn đó. Sinh à, em muốn mua cái này á, sẵn tiền vậy hai cho em mượn tiền mua được không? Cứ Facebook với thời trang suốt ngày, không lo tập trung học thì làm sao mà khá lên được? Thôi đừng có tập trung nữa, nghỉ tay ăn chè đi rồi tiếp tục học bài nữa nha con. Đó, chè này á cô Hai nấu với hột sen bổ dữ lắm, tăng cường trí thông minh. Thì con cô Hai, hồi đó ba con á trước khi thi nhờ cô Hai nấu chè hột sen ăn mà thi đậu đó. Vậy con ăn hết hai chén rồi luôn nha cô Hai. Còn chị Hai hả, muốn ăn thì lăn vô bếp nha. Con nhỏ này ham ăn, lúc nào con ăn hiếp chị hết trơn trọi á. Nhưng mà thôi được rồi, lần này con đang chuẩn bị thi đại học, cho nên là
ưu tiên. Ngon đúng không? Cô hai nấu mà lị. Nè, một lát nữa cô hai sẽ múc cho con chén khác nha. Dạ, thôi khỏi, để lát nữa tự con xuống con múc được rồi cô hai. Thôi, ăn cho giỏi là tập trung học bài nha. Dạ. Ăn đi. Được căng da bụng, trùng ra mắt, tao biết. Để rèn luyện sự tập trung mới được. Con con nhìn đi, mấy đứa em của con nó cũng giống như con người ta thôi mà, đúng không? Nó cũng hót, nó cũng nhảy nhó. Con kìa, con hay nhìn vào ánh mắt của nó, con sẽ thấy nó giống như nó đang muốn truyền tải một điều gì đó, muốn nói với ba. Ba biết rồi. Ba hiểu được tiếng chim luôn hả ba? Hiểu chứ. Nếu như mà con nói chuyện với mấy đứa em con bằng tiếng nói của trái tim. Bà càng nói con càng không hiểu gì hết trơn á. Gì đâu không hiểu. Nè ba, hả? Thực chất á là con chỉ muốn học tập cái sự tập trung của ba thôi. Dễ mà con. Con chỉ cần một thứ duy nhất. Cái gì vậy ba? Tình yêu. Con phải có một tình yêu giống như ba đang có tình yêu với những đứa em của con. Chỉ cần như vậy thôi là con sẽ làm được mọi thứ, đúng không trai? Nhưng mà mấy cái bài toán này chán muốn chết. Làm sao mà con yêu nổi đó đây ba? Nhỏ này làm như là kiếp trước con có thù chuyện kiếp môn toán hay sao? Khổ quá. Ba nói với con rồi mà, nếu như năm nay mình thi rớt, năm sau mình thi lại. Con cứ để đó thoải mái đi, đừng lo nghĩ gì hết. Phải chi mà mẹ cũng nghĩ được như ba. Con mà rớt thử coi mẹ có để yên như con không. Nhưng mà ba, nếu mà con học được sự tập trung á thì con sẽ giỏi đúng không ba? Đúng, con gái của ba vốn dĩ là thông minh à. Con yên tâm, con sẽ vượt qua hết. Không có làm khó được con ba hết. Đi học đi, để ba nói chuyện với em con. Vậy đi ba học bài. Đang học bài.
tiêu số 1, rèn luyện sự tập trung. Nhưng để rèn luyện được sự tập trung thì phải học hỏi từ những bậc thầy. Là ai? Chị Hai. Chị Hai ơi, chị Hai có thể chỉ cho em làm sao để tập trung được chị Hai không? Khỏi đi. Ai? Chứ em là không thể. Em biết là mỗi lần đụng tới sách vở là em sẽ dễ buồn ngủ. Em cũng biết cái câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng mà cũng còn câu có công mài sắt có ngày nên kim mà Hai. Biết đâu được, em với sự quyết tâm cố gắng, em sẽ thay đổi. Em sẽ thay đổi được mình. Chị Hai. Thôi, được rồi. Để chị chỉ. Đọc sách không phải chỉ đọc đơn giản những chữ trong sách. Đọc sách còn phải dùng tâm mà đọc, phải cảm nhận được sự thú vị của ý nghĩa từng câu mà sách mang lại. Đọc một lần không hiểu thì đọc lần hai, lần hai không hiểu thì đọc lần ba. Phải nghiền ngẫm, phải sống cùng với nó. Như thế em sẽ dần dần có được sự tập trung. Giữ giờ tôi không được hả Hai? Em mà cứ như vậy thì còn lâu em mới học được sự tập trung. Đọc sách đó, thì buồn ngủ. Chà, bù cho em coi phim. Đợi tới 2 giờ sáng em thức đi coi tập mới, mà con mắt em vẫn mở tha láo coi được hả? Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Mình ăn. Quá. Dạ. Con học hành cái kiểu gì mà môn toán của con chỉ có 5 điểm vậy hả? 5 điểm là cao rồi đó mẹ. Tiến bộ hơn môn lý rất là nhiều. Trời ơi, lúc con làm bài kiểm tra môn này hả, con tưởng con phải dưới trung bình. Ai về đâu cũng được trên trung bình. Giỏi quá trời luôn. Trời, con cười hí hí nữa. Con học hành kiểu này sao đậu đại học, nói mẹ nghe coi. Ăn cơm đi. Chuyện này để nói sau. Tới giờ ăn rồi mà vợ đi liên cốc cốc. Phải rồi, dạy cơm thì có biết lựa ngày lựa giờ mà dạy. Trời đánh tránh bữa ăn chứ. Anh với chị Binh nó chậm chậm vậy, trời nào dám đánh nó. Nè, mẹ cảnh báo con nghe. Từ rày về sau, nếu như mẹ nhận bất kỳ một cái bài kiểm tra nào mà dưới trung bình là mẹ phạt nặng con đó, nghe rõ chưa? Nhưng mà mẹ, khó vậy sao con làm nổi? Sao không nổi? Con không cố gắng sao con biết con không nổi? Nè con nhìn con mộng kế bên nhà đi. Chiều nào nó đi học về nó cũng khoe ba mẹ nó con được 9 điểm, con được 10 điểm. Trời ơi, ba mẹ nó nở mặt nở mày khoe hết cái xã này, cái ấp này rồi. Còn mẹ gặp ta mẹ phải gục mặt xuống mẹ đi vậy nè. Tại mẹ nhục quá mà. Nói đâu xa, con nhìn con Hai kìa. Có bao giờ mẹ phải nặng hơi mỏi cổ vì cái chuyện hả học hành của nó không? Hả? Dạ. Nhưng mà học tài thi phận mà mẹ, số phận con nó lận đận vậy thì con biết phải làm sao. Ninh, trả treo nữa hả? Mẹ nói lần này là lần cuối nghe, không có muốn nói nhiều nữa nghe. Ăn cơm đi. Trời đất ơi, cái gì mà sao không có ai ở nhà hết trơn á? Trời, cửa bỏ trong quơ trong quắt, có ai ở nhà không?
đâu hết trơn rồi trời. Thiệt tình á. Có ai không? Có ai không? À, em chào anh. Chào cái gì mà chào? Sao vậy? Nhà cửa mà bỏ gì đó, mở cửa toang toang vậy đó là đỡ như người ta vô lấy đồ rồi sao? Đứng ở trong nhà, ở đây người ta la lên quá trời vậy cũng không lên tiếng nữa. Hả? Rồi đâu đây mặc đồ này đây. Đội cái nón còn cầm hộp sữa kìa. Cái gì? Dạ. Hỏi xong trả lời. Anh không cho em trả lời. Em đi ra ngoài. Ra ngoài chi? À, nhưng mà ủa anh ơi, đây là nhà em. Có lẽ mấy cái này em hỏi anh mới đúng chứ. Quên. Không nói là quên luôn á, tưởng nhà anh không à. Thôi vậy giờ nghe. Ê, đâu được. Qua đây là có công chuyện. Sao vậy? Quên nữa. Mẹ em đi rồi đúng không? Thôi, biết tìm mẹ em làm gì không? Gì dạ? Nạp tô. Anh làm như mẹ em là địa chủ không bằng mà qua đây nạp tô. Biết luôn hả? Ừ. Trời ơi, anh dùng cái văn chương khó vậy mà em biết luôn. Biết được mấy cái từ mà nộp tô thế kiểu này là chắc chắn học giỏi địa lý lắm đúng không? À không không, lịch sử với văn học. Thôi mặt kìa. Gì vậy? Anh đừng nhắn chuyện học hành nữa được không? Mấy bữa nay mẹ em xoáy vô cái chuyện học hành đồ. Mẹ em không còn muốn sống nữa luôn. Có chuyện gì nói anh giải quyết cho. Anh cũng biết mà, cha mẹ sanh con, trời sanh kiến thức. Gì ông trời nào sinh lạ vậy? Con này là của em. À, văn của em hả? Hiểu luôn. Rồi sao tiếp? Nhưng mà kiến thức thì ông trời chỉ cho em có bao nhiêu đây, mà mẹ em bắt em phải có bao nhiêu đây. Trời ơi, là cái não em có nhiêu đây thôi hả? Ờ, thì nó có nhiêu đây nhưng mà nó nhiều nếp nhăn anh. À. Rồi, sao nữa? Thì làm sao mà em làm được hả anh? Ai cũng có giới hạn của nó hết mà. Trời ơi, coi cái mặt kìa. Nói thiệt với em nha, bây giờ mà có ai mời hai anh em mình chơi game show là bảo đảm hai đứa mình thắng chắc luôn. Biết game gì không? Đuổi hình bắt chữ. Quay mặt ra, em làm lại cái mặt hồi nãy coi. Đó. Giờ với cái khuôn mặt này thì anh sẽ đoán cái câu ca dao tục ngữ là ngu ngơ như con bò đeo nơ. Thôi, giỡn á. Thấy em buồn anh giỡn cho em vui. Mà sao anh giỡn xong anh cũng thấy ổng vui luôn. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em một cái kế này, gọi là chống chế kế. Còn cái nón mà dành bự quá. Hiểu chưa? Xong á thì alo cho anh. Ok. Em đã làm cho anh dặn rồi, có mang cái hút đỏ cho anh nữa nè. Được rồi, anh sẽ ký sơ cho em. Mà anh, cái này là bí mật quốc gia nha, anh đừng nói cho mẹ em biết nha. Anh hứa là phải giúp em tới cùng đó anh. Biết rồi. Nếu mà anh không giúp em á. Thôi, nín đi. Anh lỡ hứa giúp rồi anh sẽ giúp tới cùng. Phải giúp dài đó. Là giúp hoài luôn hả? Rồi được luôn. Anh suy nghĩ coi. Mẹ nói nếu mà em còn có bài kiểm tra nào mà dưới chúng mình thì mẹ em sẽ... Ôi, dưới chúng mình thì mẹ em sẽ... Là gì? Giết em hả? Trời ơi, cha mẹ nói vậy thôi, cùng lắm đánh đòn à. Yên tâm, để anh ra tay. Bây giờ văn ha, văn là anh sẽ... Toán hả? Toán... Bởi chỉ có những người cùng cảnh ngộ với em á thì mới hiểu được tâm lý lông li bi đánh này thôi. Em bỏ tay ra, làm cái gì vậy hả?
tươm tướp làm sao? Kể từ giây phút này, cái gì? Kể từ giây phút này, anh không còn là anh nữa, mà anh sẽ là thầy của em. Mà anh, đi. Anh nhớ nha, anh nhìn kỹ cái nón này đi. Mỗi lần mà bàn chuyện đại sự thì em sẽ đổi cái nón này. Tại nhà em còn có chị hai em nữa, anh nhớ để ý nha. Chị hai mà biết mét mẹ em là chết em luôn á. Nhớ nha. Em phải tin tưởng vào tay nghề của anh, hiểu chưa? Trời ơi, cuối cùng mẹ cũng được nhìn thấy hai con chín mười thần thánh này rồi. Quanh ơi, con giỏi quá Quanh ơi. Mẹ nói rồi, con hoàn toàn có khả năng, tại vì con chưa nhận ra cái khả năng của con thôi. Mẹ, cho con thử pha thử đi. Nè, con nhìn đi, em con nó được 9 điểm văn. Mà trời ơi, văn mà được 9 điểm là xuất sắc dữ lắm rồi. Mẹ, hình như lời phê hơi ngộ ngộ mẹ ha. Có lời phê hả? Đâu mẹ coi nãy giờ mẹ dòm điểm không à. Đâu môn văn là thông minh, môn toán là mạch lạc vào cảm xúc. Ủa, nó hơi sai sai hả con? Dạ. Ờ thì cô Văn khen con á là làm văn thông minh như là làm toán vậy đó. Còn thầy toán thì khen con là làm toán mạch lạc giàu cảm xúc như làm văn. Cho nên là phê như vậy đó mẹ. Ờ cũng có lý ha. Nhưng mà phê gì không quan trọng, mẹ chỉ quan trọng hai con 9-10 này thôi. Mẹ đi khoe hàng xóm được rồi. Mà mẹ ơi, hai con 9-10 vậy là đủ rồi mẹ ha. Chứ cố quá là quá cố đó. Trời, cái gì mà đủ, con phải giữ vững phong độ chứ. Mà tốt nhất á là phải 10-10, chứ còn con 9 là cũng chưa được nữa đó nha con. Con gái mình được điểm tốt, tâm trạng thật là thoải mái vui tươi. Nhật bản điểm của con Quanh thế nào cũng sẽ là những con số vàng.